Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, là trưởng khoa ngoại tiêu hóa, trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một nội dung, đó là ung thư của ruột non. Nói chung thì ung thư của ruột non đây là một bệnh khá là hiếm gặp. Chúng ta có thể hình dung đó là khi chúng ta ăn vào thì thức ăn nó đi qua thực quản xuống dạ dày, sau đó thì đi đến ruột non và ruột già. Thì ruột non nó là cái thành phần mà chiếm cái chiều dài nhiều nhất trên cái ống tiêu hóa và chiếm diện tích tới 90% của cái ống tiêu hóa, nhưng mà cái tỷ lệ của cái bệnh ung thư ruột non nó chỉ khoảng 3% của cái ung thư của đường tiêu hóa. Thì ung thư ruột non người ta thường là xếp vào trong những cái nhóm bệnh ví dụ như là ung thư biểu mô tuyến, u thần kinh nội tiết, hoặc là những trường hợp hiếm hơn thì có thể nó sẽ là ung thư trung mô hoặc là u bạch huyết. Ngoài ra ở ruột non thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái trường hợp u lành tính, nhưng mà nói chung thì là cái u lành tính thì thông thường chúng ta sẽ không phải can thiệp gì. Còn u ác tính thì chúng ta bắt buộc là cần phải có những cái biện pháp để điều trị hợp lý và kịp thời. Đối với nguyên nhân của ung thư ruột non thì chúng ta sẽ phân biệt, đó là cái ung thư ruột non đó là một cái bệnh di căn từ một nơi khác đến. Thì ví dụ những cái cơ quan bị ung thư, ví dụ như là phổi, vú hoặc là đại trực tràng, hoặc là một cái u hắc tố ở da thì có thể di căn ruột non. Còn nguyên nhân khác đó là u ruột non xuất phát từ tại vị trí ruột non thì nguyên nhân nó không được rõ ràng, nhưng mà người ta xác định là thấy là nó có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chế độ ăn của bệnh nhân, là chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thịt muối, thịt hun khói, hoặc là uống nhiều rượu. Ngoài ra có những cái yếu tố khác, ví dụ như là hút thuốc lá hoặc béo phì, thì cũng có những nghiên cứu ghi nhận là có ảnh hưởng đến cái xuất hiện của cái u ruột non. Ngoài ra u ruột non cũng liên quan đến những cái bệnh lý di truyền khác, ví dụ như là bệnh đa polyp có tính di truyền, hoặc là ung thư đại trực tràng không polyp di truyền, hoặc là hội chứng Pershinger. Một yếu tố nguy cơ khác của ung thư ruột non đó là cái tình trạng viêm mãn tính, ví dụ như là bệnh Crohn. Đó là một cái tình trạng bệnh mà nó gây ra viêm đại tràng và ruột non. Mặc dù là ít gặp ở người châu Á nhưng mà chúng ta vẫn thấy là thỉnh thoảng vẫn có. Triệu chứng của ung thư ruột non thì bệnh có thể là nó sẽ biểu hiện khá là không đặc hiệu cho một cái bệnh cụ thể của một cái cơ quan nào của cái đường tiêu hóa. Ví dụ như là triệu chứng đau bụng là thường gặp nhất của ung thư ruột non. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể đến trong một cái tình huống là khối u đã gây ra những cái biến chứng, ví dụ như là nó làm hẹp bớt lòng ruột hoặc là tắc ruột. Thì khi đó bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện ví dụ như là đau quặn bụng từng cơn, nôn ói, bí trung đại tiện và bụng chướng lên, hoặc là những tình huống như là cái u gây ra biến chứng xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân có thể đi cầu phân đen hoặc là thậm chí là đi cầu ra máu đỏ tươi. Ngoài ra thì u ruột non cũng có thể gây ra biến chứng đó là thủng. Thì khi đó thì bệnh nhân sẽ vào viện vì một cái bệnh cảnh là bệnh nhân là đau bụng rất là nhiều, có biểu hiện viêm phúc mạc, thì lúc đó chúng ta cần phải can thiệp xử trí cấp cứu. Ngoài ra thì tùy theo vị trí và bản chất của u ruột non mà những cái triệu chứng của u ruột non có thể gặp, ví dụ như là nếu như cái u nằm ở cái vùng đoạn ruột non đầu tiên chúng ta gọi là tá tràng thì u có thể gây ra vàng da, tắc mật, hoặc là u thần kinh nội tiết thì thường bệnh nhân sẽ có biểu hiện là tiêu chảy và biểu hiện là đỏ mặt, là do những cái hormone chế tiết từ u gây ra.
bàn về vấn đề chẩn đoán của u ruột non thì một vấn đề nhức nhối đó chính là thường là u ruột non không được chẩn đoán sớm. Thì chúng ta thấy là trước đây khi mà chúng ta chưa có nhiều phương tiện thì các nghiên cứu người ta ghi nhận là u ruột non thông thường được chẩn đoán trễ khoảng chừng 18 tháng, trung bình là 18 tháng từ lúc bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng. Còn sau này thì khi chúng ta đã có những phương tiện hiện đại hơn, ví dụ như là CT, MRI, PET, thì cái thời gian trung bình chẩn đoán nó khoảng chừng 1 tháng sau khi xuất hiện triệu chứng, kéo dài trong cái khoảng thời gian từ khoảng chừng 1 ngày cho đến khoảng hơn 1 năm. Từ khi bệnh nhân có triệu chứng thì bệnh nhân được chẩn đoán đúng bệnh u ruột non. Cái vấn đề là tại sao chúng ta lại không thể chẩn đoán sớm được u ruột non, là bởi vì u ruột non nó nằm ở cái vị trí khó tiếp cận đối với cái những cái phương tiện chẩn đoán mà chúng ta có. Ví dụ như là khi chúng ta soi thì chúng ta có thể soi thực quản dạ dày và đến được cái khúc đầu của ruột non rồi là tá tràng. Và khi chúng ta soi đại tràng thì chúng ta chỉ khảo sát được khoảng chừng cái đoạn cuối của ruột non khoảng chừng 20 cm. Và nếu như mà để chẩn đoán xác định một cái u ruột non thì chúng ta sẽ phải loại trừ những cái bệnh ở những vị trí khác của đường tiêu hóa. Thì nếu trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ dùng những cái biện pháp đặc biệt để mà soi để đánh giá được cái đoạn ruột non ở đoạn giữa, đó là cái phần người ta gọi là hổng tràng, hoặc là đoạn sau của tá tràng, hoặc là hồi tràng, đó là đoạn cuối ruột non. Thì chúng ta có những cái phương pháp nội soi, ví dụ như là nội soi đẩy, nội soi bóng đơn, bóng đôi, hoặc là nội soi viên nang, đó là một cái phương tiện khá là hiện đại, sau này thì được cải tiến hơn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm của những cái phương tiện ví dụ như là nội soi viên nang, đó là chúng ta chỉ ghi nhận được hình ảnh mà không thể sinh thiết được. Do đó chúng ta thấy là so với cái bệnh của dạ dày và đại tràng thì chúng ta hoàn toàn có thể soi rất là thuận lợi và có được kết quả giám định. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ đó là tổn thương ở ruột non thì chúng ta có thể sử dụng những phương tiện khác để đánh giá, ví dụ như là chúng ta có thể dùng CT scan hoặc là MRI. Chúng ta vừa đánh giá được cái u tại ruột non mà chúng ta vừa có thể khảo sát được nó có phải là nghi ngờ đó là một cái tổn thương từ một cái nơi khác di căn tới hay không, hoặc là có thể đó là chúng ta đánh giá cái giai đoạn của cái u ruột non này, đó là đã có phải là nó đã ở cái giai đoạn di căn tới cơ quan khác hay không. Ngoài ra thì chúng ta có phương tiện đó là chụp PET, đó là chụp CT mà có dùng một cái thuốc đặc biệt nó gọi là FDG. Thì khi mà những cái tình huống ác tính thì chúng ta sẽ thấy trên hình CT là cái khối u nó sẽ bắt thuốc bất thường và chúng ta cho cái hình ảnh để chúng ta gợi ý đây là những cái u khả năng rất cao nó là ác tính của ruột non. Ngoài ra thì PET nó cũng là cái phương tiện giúp chúng ta có thể đánh giá được là nó chỉ đơn thuần là hiện tại bệnh nhân đang có mỗi u ruột non hay là có u từ một cái cơ quan khác di căn ruột non, hoặc là bệnh đã ở giai đoạn tiến triển và di căn nhiều cơ quan. Bàn về vấn đề điều trị u ruột non thì chúng ta thấy nó cũng giống như là những cái trường hợp ung thư ở cơ quan khác, thì phẫu thuật vẫn là cái phương tiện hàng đầu và hiệu quả nhất có thể để điều trị bệnh. Thì tùy theo vị trí của ung thư ruột non mà chúng ta sẽ có những cái phương pháp phẫu thuật khác nhau. Nhưng mà cái nguyên tắc chung nhất vẫn là chúng ta cắt bỏ lấy được hoàn toàn khối u, đảm bảo là cái phần diện cắt nó không còn tế bào ác tính. Và ngoài ra thì có thể lấy thêm những cái hạch vùng lân cận do di căn. Thì đối với trường hợp mà đặc biệt nhất đó là cái u ruột non ở vị trí đầu u ruột non, chúng ta gọi là tá tràng, thì có những tình huống chúng ta sẽ làm một cái phẫu thuật rất là lớn, nó gọi là cắt khối tá tụy. Còn những vị trí khác thì chúng ta có thể cắt đoạn ruột non thì là đủ. Ngoài ra thì sau khi cắt xong thì nguyên tắc là chúng ta sẽ thử vô bệnh để xác định được bản chất của khối u, đó là cái loại nào trong những cái loại ung thư ruột non đã kể trên, và chúng ta sẽ đánh giá giai đoạn trên cái mẫu mẫu mô mà chúng ta đã lấy để mà chúng ta quyết định là sau đó chúng ta có dùng những phương tiện hỗ trợ khác hay không, ví dụ như là hóa trị. À,
về mặt phòng ngừa bệnh thì chúng ta thấy là đối với cái bệnh của đường tiêu hóa thì chúng ta có thể thấy là cái chúng ta phải lưu ý nghĩa đen của cái câu là họa từ miệng mà ra, thì điều đầu tiên trước tiên chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái chế độ ăn, là ví dụ như là chúng ta sẽ hạn chế ăn thịt, ăn nhiều rau, và chúng ta sẽ có chế độ vận động tập thể dục hợp lý, giữ cân nặng hợp lý. Riêng đối với cái u ruột non là do chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta đi chủ động tầm soát, nhưng mà chúng ta thấy là nó có những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến những cái bệnh, ví dụ như là những cái hội chứng di truyền, thì cái cách tốt nhất là chúng ta có thể tầm soát bệnh của đại trực tràng, những cái hội chứng di truyền của cơ quan khác của đường tiêu hóa, và thông qua những cái đó thì chúng ta sẽ vô tình chúng ta cũng đang có thể phòng ngừa được cái bệnh ung thư ruột non. Bởi vì đối với ung thư ruột non thì thông thường bệnh nó sẽ phát triển từ sau 60 tuổi, là trung bình là khoảng chừng 65 tuổi. Thì đối với cái ung thư đại trực tràng thì chúng ta tầm soát ở cái tuổi nhỏ hơn nhiều, có thể khoảng chừng 45, 50 tuổi. Hoặc là đối với những trường hợp mà trong gia đình chúng ta có những người bị ung thư mắc ở giai đoạn sớm hơn, ở giai đoạn ở tuổi trẻ, thì chúng ta sẽ phải tầm soát ở những tuổi độ tuổi nhỏ hơn. Thì thông qua cái chuyện mà chúng ta tầm soát ung thư đại trực tràng chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã có thể, nếu chúng ta phát hiện được ung thư đại trực tràng thì chúng ta cũng có thể sẽ phải đánh giá thêm và thông qua đó phòng ngừa được ung thư. Vâng, trên đây là những cái thông tin tóm tắt mà tôi cung cấp cho các bạn về cái vấn đề ung thư ruột non. Mặc dù đây là một cái bệnh khá là hiếm gặp, nhưng mà nó có một cái vấn đề nhức nhối, đó là khi mà chúng ta chẩn đoán được bệnh thì thông thường là trễ, và do cái triệu chứng không đặc hiệu. Cho nên là cách tốt nhất vẫn là chúng ta phòng bệnh, khi chúng ta có triệu chứng thì chúng ta đi khám bệnh sớm hơn. Vâng, xin cảm ơn các bạn và mong gặp lại các bạn trong những cái nội dung tới.